chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay vẫn trong ngày mùng 1 tháng 8 năm 2018. Cửa hàng âm thanh hạnh được đón anh Tuấn, anh đến từ Kiến Sương, Thái Bình. Vâng, đây là chủ nhân của cặp loa ngày hôm nay nhé. Vâng, anh về cửa hàng âm thanh hạnh cũng rất nhiều lần và hôm nay anh về sắm thêm cho mình cặp loa JBL L166. Vâng, dòng loa của Mỹ có chất âm rất tuyệt vời, thì được phối ghép với những chiếc âm ly Lachman. Vâng, mỗi một vị khách đến cửa hàng âm thanh hạnh sắm những sản phẩm bên cửa hàng thì cửa hàng cũng xin quay một clip ngắn, vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm mà cửa hàng cung cấp ra thị trường, vừa là quảng cáo những vị khách đã luôn đặt niềm tin trọn vẹn bên cửa hàng âm thanh hạnh và sắm những sản phẩm mà bên cửa hàng cung cấp. Vâng, cặp loa JBL L166 có chất âm rất là mượt mà. Chọn niềm tin cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, quý vị và các bạn về theo địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh, trục đường 18, Hà Nội, Quảng Linh, Ung Bí. Trung tâm âm thanh Đức Hạnh nằm trong cổng chợ số 3, cách trục đường 18 là 30m vào trong cổng chợ. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chưa lấy còn gì này. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt.